Ôi là trời, cô chú chị mình đang đi được nửa đường thì con gái Mai nó gọi điện, nó nói với ông xã Mai là ba có nhớ là hôm nay là con có họp với lại cô giáo ở trên trường con không? Rồi chết là cô chú chị ơi, hai vợ chồng không có ai nhớ hết trơn á. May quá con gái mình nó nhắc ha. Ông xã Mai thì nói là trời nó thiệt là có trách nhiệm, còn hai vợ chồng mình thiệt là vô trách nhiệm. Hi, xin chào cả nhà. Coi ông xã Mai mới khiêng vô cho Mai hai cái thùng của Amazon. Thì sẵn tiện Mai mời cả nhà đập hộp thử coi Mai order gì ở Amazon nha cả nhà. Mai thì tính đồ của Amazon thỉnh thoảng là phải order một vài món. Đó. Hôm nay thì Mai có hai thùng cả nhà. Ok. Cả nhà ơi. Mai cũng order 4 món nhưng mà Mai không nhớ món nào tới trước, món nào tới sau. Mai order bằng tài khoản công xã Mai tại vì ông xã Mai có tài khoản Prime á, nó sẽ tới nhanh hơn cả nhà. Món đầu tiên đó là cái máy nướng làm waffle ha cả nhà ha. Cái máy này, máy này là rẻ lắm, có mấy đồng ha. Đây cả nhà. Ồ, máy làm waffle nó nhỏ xíu vậy thôi hả? Dễ thương quá ha. Nè, dễ thương không cả nhà? Mai dở ra cho mọi người xem. Nhỏ gọn quá. What is it, honey? Waffle. It's so yeah. Tại vì mua cái này để do trên nướng bánh tét á cả nhà. Nướng bánh tét mà không có cần phải ấy. Ông xã mày em nói sợ thêm đồ rác nữa rồi. À. Thì ra là nó nhỏ gọn dễ, nó cũng là nó bự lắm. Waffle maker. Hello noodle. Nè, thấy không? Thấy hấp dẫn không? Người ta có một cái catalog làm waffle cũng dễ thương muốn chết, thấy không? Chocolate nè, thấy không? Để cho nó vô lại cái này để cho nó dục rác cho nó tiện, cho chính chị nó không có được tùm lum tà ra. Thì ra cũng gọn ha. Rồi cái thứ hai tàn tan tren. Cái này là cái máy ép trái cây mà ép chậm á cả nhà. Để chút xíu mà sẽ ép thử cho mọi người xem luôn ha. Máy nó về tới nơi rồi đây, cho chính chị thấy không? Nó rất là nhỏ gọn nha. Slow juicer. Slow juicer. Ngân, come down here. Nó ăn xong nó không dọn cả nhà. Để một đống nó mém chút xíu nữa mình lấy ra là mình ha. Là mai làm đổ nó luôn à. Wow, cũng uy tín hả? Có mấy chiếc sờ này chăm cái này cho nó khỏi có bị bể á cả nhà. Clean it. Girl, I wasn't done. Put it away. No. Wow. What is that? Tin nổi không? Nó nhỏ gọn xíu như thế này thôi. What is that? Chút, ây da. Chút để mai ép cái nước ép ổi uống thử coi sao. Phải thử thôi cả nhà. Trời ơi nè, cô chính chị thấy không? Nó rất là gọn luôn. Nó có hai cái cup nè. Hai cái ly nè, một ly là đựng nước chảy ra, còn một ly là mình đựng cái bã của nó. Còn đây là đây là bộ phận ép của máy nè. Trời ơi, để có chút xíu vô vậy đây thôi hả? Không biết có ra gì và này nọ không nhỉ? Không có niềm tin là cái này nó ok luôn á nha.
Đó, cái bộ phận nó vậy thôi ha cô chú anh chị. Có vẻ nó cũng rất là đơn giản ha, để vô như vậy. Rồi. Rồi sao? Đó, nó là như vậy. Vậy thôi hả? Ta để cái này vô. Rồi một bên cái này là ra nước, một bên là ra bã nha cả nhà. Vậy thôi đó. Rồi chút xíu để mai sẽ thử nha. Cái này thì nhất định sẽ phải thử. Nhìn thấy nó tò mò quá, nhìn thấy không biết là ổn không nhưng mà rất là tò mò cái máy nhỏ xíu như thế. À có thêm một cái bàn chải nữa để vệ sinh máy nha cô chú anh chị. Đó. Trời ơi, cái này là cái toilet wand, toilet cleaning kit. Cái này là để làm sạch toilet. Sao vậy? Mày mang cà phê của Mai đâu? Cái này có bị lộn không? Cái này cũng chồng mấy order cả nhà ơi, cái này không phải của Mai nha. Để coi cái gì trong này. Clorox là cái vệ sinh bồn cầu. Thôi trả lại cho ổng thôi, ngày mai em đi trả lại cho ổng. Đây bây giờ mình đi thử nghiệm liền cả nhà ha. Ở dưới cái chân trong cái máy ép chậm này nó có mấy cái nút hít á, nó hít lại cũng chắc lắm nha, để cho cái máy này nó khỏi bị xê dịch. Đây Mai cắm rồi, rửa sạch, lau chùi sạch rồi. Như đây có cái công tắc nè. Nó là ép vô thôi. Để sao nó không lên ta. Như vậy nó phải dính vô như vậy đó, nó có hai nút nè cả nhà thấy không đó, nó là khóa chặt lại thì nó mới ra được. Rồi bây giờ Mai sẽ cái này là bã, cái này là nước, bây giờ sẽ thử nha. Giờ mình mở lên nha cả nhà, cùng thử nghiệm với Mai nha. Nó cũng được nha cả nhà. Má ơi. Không phải thường đâu cả nhà. Mọi người nhìn thấy không? Cái này nó rất là khô luôn ha. Thank you.
và mình phải đẩy nó xuống nha. Để coi nó còn ra được nữa không. Nó hết ra được nữa rồi. Cho nó quay cho nó hết cái nước này thôi. Đây, cô chú anh chị. Đây, đây. Mai đã được một ly nước ép ổi. Thơm ngon, để mai đổ ra cái ly thủy tinh kia sao. Cả nhà. Wow, cái ly nước này là không có nhiều cặn giống như cái máy mà ép mà ép nhanh của Mai ha. Cái máy ép nhanh của Mai ép xong thì nó còn rất là nhiều cặn. Nó có một hơi một chút bọt, nhưng mà không sao, để Mai uống thử coi. Công nhận. Chuẩn chỉnh nha cả nhà. Cảm thấy nó rất là, gọi là sao ta, nguyên chất ha. Nó hơi chua chua nhẹ, hơi ngọt ngọt nhẹ. Thay vì mình ăn hết một trái ổi đó xong mình cảm thấy đầy bụng, thì Mai có thể uống một ly nước ép ổi này mà không cảm thấy đầy bụng. Trời ơi, chân lý cuộc đời của Mai đây rồi. Hồi xưa đến giờ Mai cứ nghĩ là cái máy ép chậm này á, nó sẽ rất là mắc tiền. Nhưng mà thật ra cái máy ép chậm này Mai mua có mấy chục đồng mà cả nhà, có mấy chục đồng, rẻ lắm. Quá trời trời luôn. Tên tên tên. Sạch rồi, có chính vậy hết trơn luôn ha. Mai uống hết một ly nước ổi. Bình thường mà để ăn một trái ổi thì cũng khá là khó khăn, nhưng mà uống hết một ly nước ổi thì rất là dễ dàng, đúng không? Bây giờ thì Mai sẽ cho mọi người review cho mọi người xem coi, để rửa cái này coi nó có dễ dàng hay không ha. Nè, cái bã nó ép ra nè, khô cong ha cô chú anh chị, khô cong luôn. Rồi, mời cả nhà. Cái này, gỡ cái này ra. Rồi, nâng cái này lên. Rất là dễ dàng cả nhà ha. Chỉ có một vài bộ phận để rửa thôi. Mai thấy là thường những cái mà máy ép trái cây này nè cả nhà, những cái máy ép chậm á, rửa là một cái cả một vấn đề ha. Trong cái việc mà rửa rất là lười lựa rửa. Nhưng mà thật sự Mai thấy cái này nó quá là dễ để rửa. Cô giống như thấy không? Trời ơi, sao mà nó dễ dữ vậy trời. Cái này là cái nha, Mai không biết là nó quay bằng cách gì mà sao mà nó nhanh gọn lẹ mà nó ít bộ phận quá vậy. Cái này là hai cái ly nè ha, một cái ly để đựng bã và một cái ly để đựng nước juice. Quá trời dễ luôn. Đây là cái cây để mình nhấn xuống. Rồi nó không có cái gì để tắt lại luôn á, cả nhà thấy không? Rồi nó dễ rửa. Sao mà nó dễ quá trời dễ vậy ta? Trời ơi, phải nói là giống như là chân ái của cuộc đời á cả nhà, tìm được cái máy ép chậm này. Đúng thiệt. Còn cái này về xào rửa. Chắc cái này là ở trong này nó còn một miếng gì đó còn sót lại, để Mai suy nghĩ coi. Đây là cái cây dụng cụ mà hỏi kèm theo máy để cho mình rửa, mình vệ sinh máy. Một đầu là bàn chải, ở cái trên đầu của bàn chải có cái chổi này luôn, và một đầu là cái cây này để mình khuỵ. Thì chắc là cái này là mình khuỵ cái này nè. Đó, đúng rồi, mình khuỵ nó ra cả nhà.
Cái này là khi nó quay vòng vòng thì nó đẩy cái ổi cái xác ra đây. Thì do là nó đẩy nó có một cái nguyên tắc thôi nên không có cho cái chất này quay ngược trở lại, nên tới đây nó đóng lại hết. Quá trời sạch luôn. Đây. Rồi sạch sẽ như tưng rồi cả nhà ơi, không còn một cái gì đóng lại trong này luôn rồi. Sạch. Rất là sạch luôn. Chỉ trong 1 phút 30 giây là Mai đã rửa sạch sẽ xong cái máy ép của Mai. Mọi người thấy rất là đơn giản ha. Trời ơi, thật sự là đúng là chân ái của cuộc đời luôn đó nha. Thì ra là ba cái này là ba cái trà toilet đó cô chú anh chị. Mai cho mọi người xem ha. Ở đây họ có một cái đống tray như thế này nè. Để Mai mở cái mới ra cho mọi người coi. Trong này là có một cái đống miếng như thế này để mình ở trong đó họ có sẵn cái chất rửa này nọ đó. Ủa tại sao không có cái ở đây nè, cái này thì lại ở trong này, ngộ ha. Đây chất này là họ có cái chất tẩy rửa trong này luôn, có cái mùi ha. Khi mà mình có nhu cầu rửa đó, chà rửa đó cả nha. Thì đây cho mọi người xem, trong này là họ có một cái đống những cái miếng này, mình nhấn nó xuống là nó sẽ dính vô trong cái này ha. Đây ở dưới đây nó có một cái lỗ ha, đây cái lỗ này thì mình kéo cái cây này nè. Còn chứ gì đó mình đẩy nó lên đó là nó sẽ gì nó hở rộng ra ha. Đó thì mình về mình rửa xong, khi nào mình xài xong á thì mình nhấn cái nút này là nó sẽ nhả ra, mình dục vô sọt rác luôn, xong rồi mình để vô đây là sạch sẽ gọn gàng cả nha ha. Không có dơ, nghĩa là mình không có cảm thấy ghê khi mà có cái miếng cũ này nó vẫn còn, nghĩa là mỗi miếng thì mình sử dụng một lần, mình chà xong rồi mình dục đi nha cả nhà. Tiện ha, cũng tiện đó, khá là tiện mà sạch sẽ, không có bị gớm khi mà mình cứ phải sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần cái miếng trà nhà vệ sinh, đúng không cả nhà? Nói chung là go to share Alice. Ok, Mai cũng khá là ưng ý với cái đồ này nè cô chú anh chị, cái đồ ép này ha. Cái này thậm chí mình đi du lịch mình mang theo cũng được nữa cả nhà. Nó rất là nhỏ gọn, khi mà Mai rửa Mai để nó ra như vậy thôi, mang mọi người thấy nó nhiều chứ khi mà mình để gọn nó lại á, rồi cái này nó để vô trong nhau á, nó rất là gọn luôn mọi người. Mọi người không có tưởng được nó gọn đến mức độ nào đâu ha. Rất là gọn cả nhà, đúng không? Đó. Cái này là nó ở đây nè. Đó. Đây mọi người. Cái này là nó như vậy nè. Đó. Đó, nhét nó xuống. Rồi. Cô chú chị nghĩ cái này mình mang đi du lịch được không? Quá gọn ha, để trong một cái vali rất là gọn gàng, sạch sẽ. Thấy không? Ưng ý. Quá trời ưng. Đây. Đây, đó, đó. Quá trời gọn luôn. Cái này để bên ngoài, đó, để vậy thôi. Ai cô chú anh chị, ông xã Mai ổng mua một cái thùng gà này về là mấy cha con nhà ổng ăn uống từ chiều tới giờ đó, hết ngân, ổng ăn tới ngân, ăn tới xíu muội ăn. Mai đâu có nấu cơm ngày hôm nay đâu. Thậm chí Mai còn có cơm sườn với lại còn có bún thịt nướng này chưa ăn hết nữa nè cả nhà. Đó, bởi vậy nhiều khi Mai không có nấu cơm là vậy đó, nấu cơm cái nó thừa nhiều lắm cả nhà.
thà mình thôi mình để mình ăn hết cái chỗ đồ ăn cũ còn thừa đi. Đây còn đây là những cái đồ thừa của Mai nữa nè, cô chú chị thấy không, vẫn thừa nha. Đó là những cái đồ mà lúc nãy mà Mai ăn chưa có hết á. Mọi người nhớ không, bánh hỏi chợ tôm với lại thịt nướng nè, đó. Rau nè, rau với bánh hỏi nè. Trời ơi tối nay là trời, nãy Mai còn lôi cái bịch mì gói lên nữa, định ăn mì gói nè cả nhà thấy không? Xé đó còn chưa ăn nó thôi, mình cất đi chút xíu ăn. Nhiều đồ quá. Ráp lại cái này. Nhà ăn ít nên công việc của người nội trợ cũng rất là nhàn, ít cái nấu nướng. Cả nhà bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi mua bánh croissant ở Chef Alice. Tại vì nhà Mai hết bánh croissant rồi. Cái gì chứ ăn uống là vợ chồng Mai có tâm hồn. Nói chung là rất là hợp ý nhau ha. Đã có đồ ăn chín rồi, bây giờ có đồ tráng miệng nữa mới được cả nha. Đầy đủ hết trơn á. Chắc tối nay mình sẽ làm nước ép cho mấy cha con vậy đó. Đây, chồng Mai là dục rác. Mỗi lần mà mua cái gì về là thấy rác, là thấy quá trời trời luôn. Mặt trăng lên rồi mà ráng chiều. Mặt trời chưa đi mà mặt trăng đã lên rồi nha. Này mình đi bộ cũng được ha. You want exercise. Buổi chiều đẹp quá, nắng xuống đẹp quá. Ước gì giờ quay lại tới mùa hè ha, mùa hè là đi chơi tha hồ luôn. Mùa hè là nếu mà ánh nắng như vậy là khoảng 7-8 giờ tối đó cả nhà. 7-8 giờ tối là còn nắng như vậy nè. Hiện tại bên Mai là 5:10 ha. Mọi người thấy không, hồi xưa lúc mà mùa đông á, 5 giờ là trời nó tối thui tới mù. Bây giờ nó chuẩn bị, nó cuối đông, nó chuẩn bị dần qua xuân rồi là 5 giờ mấy mà nó vẫn còn nắng như vậy. Mai rất là thích thấy mà trời mát, trời nắng, trời sáng vậy nè. Ôi là trời của chúng chị, mình đang đi được nửa đường thì con gái Mai nó gọi điện, nó nói nó nói với ông xã Mai là ba có nhớ là hôm nay là con có họp với lại cô giáo ở trên trường con không. Trời chết là cô chú anh chị ơi, hai vợ chồng không có ai nhớ hết trơn á. May quá con gái mình nó nhắc ha. Ông xã Mai thì nói là trời nó thiệt là có trách nhiệm, còn hai vợ chồng mình thiệt là vô trách nhiệm. Nên bây giờ là hai vợ chồng Mai sẽ quay về cô chú anh chị để mình đi tối nay mình đi họp với cô giáo khoảng 6:30 ha. Ôi là trời, coi hai vợ chồng. Yep, ok. Sit her there, right? In her school? No. Where? Oh, they're in the library. Library. Where is that? Show you. Behind their military. Ở một cái thư viện nha. Ôi là trời, thôi đi về cả nhà ơi. That's funny. Thôi cả nhà ơi, bây giờ mình phải đi về. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã cùng với gia đình Mai đập hộp hai cái máy, hai cái sản phẩm từ Amazon ngày hôm nay. Thì Mai đã thử một sản phẩm rồi ha, rất là tốt, Mai rất là thích luôn. Và nói chung là còn sản phẩm còn lại thì nhìn cũng khá ok đó, hơi giống đồ chơi chút xíu nhưng mà mình phải thử mình mới biết đúng không cả nhà. Đó thì Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở video sau, đó là video đi họp cho Ngân họp phụ huynh ở bên Mỹ nhìn như thế nào. Xin chào tạm biệt.